Chào mừng các bạn đã đến với kênh của tôi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn nhanh các bạn về cách quay video màn hình điện thoại. Bước đầu tiên, các bạn vào phần cài đặt. Sau đó, vuốt màn hình lên ở phía dưới cùng. Ở phía dưới cùng có phần ứng dụng hệ thống. Các bạn kích vào phần ứng dụng hệ thống. Lúc này, điện thoại của bạn sẽ hiện lên cái màn hình ứng dụng hệ thống. Ở phía dưới cùng có cái chữ ghi màn hình, các bạn kích vào chữ ghi màn hình. Ở đây nó cho phép các bạn chỉnh sửa, ví dụ như là cho phép ghi âm, các bạn bật lên thì nó sẽ cho phép các bạn ghi âm trong lúc quay màn hình. Còn độ phân giải, ở đây có hai loại độ phân giải 720 và 480, tùy vào dung lượng điện thoại các bạn có mà các bạn chọn ha. Mình chọn 480 thôi do dung lượng điện thoại của mình nó thấp. Kế tiếp đó là ghi những lần chạm màn hình, tôi cũng bật nó lên luôn. Và camera trước, tôi cũng cho nó hiện lên camera trước. Và sau đây tôi sẽ thử quay một cái đoạn video ngắn. Ví dụ trong lúc các bạn chơi game, các bạn cũng có thể quay video bằng cách vuốt màn hình ở phía trên xuống, xem mấy thanh công cụ. Nếu như nó đã có quay chế độ quay màn hình thì các bạn kích vào, còn nếu mà chưa có thì các bạn vào kích vào đây, đây dấu ba chấm và mũi tên lên xuống, bạn kích vào đây. Lúc này nó sẽ hiện thêm cho bạn các thanh công cụ. Ở đây các bạn có thanh công cụ bắt đầu ghi màn hình. Thanh công cụ bắt đầu ghi màn hình, các bạn kích vào đây, bắt đầu ghi màn hình. Lúc này điện thoại của tôi đã bắt đầu quay. Đây, đếm 2, 1, rồi điện thoại đã bắt đầu quay ha. Các bạn có thể vừa quay vừa chơi game chẳng hạn. Các bạn vừa quay vừa chơi game, hoặc là các bạn làm một cái gì đó, bạn vừa quay vừa làm ha. Thời gian nó chạy bên đây. Đây, và bên đây là màn hình thu nhỏ khi bạn bật cái camera trước, còn nếu bạn không bật, bạn tắt đi thì nó sẽ không hiển thị ở đây ha. Rồi giờ mình dừng, giờ mình kiểm tra lại video vừa quay lúc nãy. Đây cái video mình vừa quay lúc này đây. Đó. Các bạn thấy không? Đây, video của mình vừa quay. Rồi, hướng dẫn cách quay video màn hình của mình đến đây đã kết thúc. Các bạn nếu mà thấy hữu ích thì cho mình xin một like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn.